các bạn đã quay trở lại với đường live của Lê Minh Vlog. Hôm nay mình lại mời cả nhà hãy cùng trải nghiệm với mình một buổi chiều cuối tuần nhé cả nhà. Thì trong video có gì sai sót mong cả nhà hãy hoan hỉ cho mình nhé. Mời cả nhà hãy cùng đi trải nghiệm với mình nào. Mình đang đứng giữa biển người đây cả nhà. Hôm nay đúng là đột biến của cuối tuần chiều thứ bảy, một lượng khách rất là đông đúc luôn. Đúng là một cái mùa nắng nóng cho nên khách ở các nơi đổ về rất là đông cả nhà. Hiện tại bây giờ là 5:30 chiều rồi, nhưng mà một lượng khách rất là đông luôn, đổ về đây tắm biển. Khí hậu Vũng Tàu mấy ngày này cũng rất là nắng nóng. Ở khu vực phía Nam bây giờ các tỉnh như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, các thành phố lân cận cũng rất là nắng nóng, cho nên hôm nay đổ xô về rất là đông luôn. Một lượng người đổ về rất là khủng luôn cả nhà. Mời cả nhà hãy cùng trải nghiệm với mình nào. Một lượng người hôm nay đúng không tưởng tượng nổi. Đây mình zoom hết để cả nhà xem là cả hàng cây số này, người này đặc như kiến luôn cả nhà. Trong video có gì sai sót thì mong cả nhà hoan hỉ cho mình nhé. Tại vì buổi chiều hôm nay rất gió cả nhà ơi. Đấy, cả nhà nhìn sóng biển như này cả nhà biết rồi, gió rất là mạnh. Thì nếu như ồn thì mong cả nhà hoan hỉ cho mình này, cùng đi trải nghiệm với mình xem cái khung cảnh buổi chiều hôm nay lượng khách đổ về tắm như thế nào này. Những hình ảnh rất thân thương luôn cả nhà, rất là đẹp. Rất là khủng cả nhà. Rất là đông đúc luôn. Mình đang đi giữa rừng người cả nhà. Thật là một rừng người. Mình các cô áo đỏ biến người luôn. Cả nhà xem ở trên cái bờ kè này, khách đang ngồi ở trên bờ kè quá trời luôn, cả nhà xem thấy không, rất là đông luôn. Ở dưới biển đông đã đành, ở dưới biển cũng rất là đông luôn. Đó, ở trên bờ kè đấy cả nhà, một lượng du khách đột biến luôn của chiều thứ bảy. Biết được cả nhà xem lại gặp ngay người thân đi du lịch tắm biển lén ở đây sao? Rất là đẹp phải không cả nhà? Rất là tuyệt vời luôn. Đây cho cả nhà xem những cái thiếu nữ này, rất là đẹp, rất là dễ thương này cả nhà. Một dàn thiếu nữ đổ bộ về Vũng Tàu tắm biển. Những hình ảnh rất là thân thương, rất là đẹp phải không cả nhà. Đúng là một dàn người đẹp. Rất là khủng luôn cả nhà thấy không?
là người đông như kiến cả nhà xem. Kiến người luôn. Đúng nghĩa một buổi chiều cuối tuần cả nhà. Sao mà đông đến thế? Đây nhìn nè. Nhìn dàn người đẹp nè. Đây là dàn người đẹp nè. Đó. Cả nhà nhìn dàn người đẹp đấy. Đổ bộ về Vũng Tàu tắm biển. Những hình ảnh rất là thân thương. Rất là đông, ngột ngang luôn. Nhà xem thấy video hình ảnh đẹp hay hãy cho mình một like, một chia sẻ nhé. Nếu bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký ủng hộ mình cho cả nhà. Những người đúng đông như kiến cả nhà. Một buổi chiều cuối tuần còn đông ngang ngửa với ngày Tết. Khủng khiếp. Không biết khách ở đâu mà đổ về tắm đông đến mức độ đấy. Quá người luôn. Biển người. Trong video có gì sai sót mong cả nhà hoan hỉ cho mình nha cả nhà. Mình chân thành cảm ơn. Cả nhà hãy thích 12 phút thôi. Cả nhà xem ủng hộ mình hết video nha cả nhà. Để cho mình có cái động lực mình làm nhiều video hay đẹp hơn nữa cho cả nhà xem. Những hình ảnh thật là đẹp không cả nhà này. Để mình đi gần lại cho cả nhà xem nào. Những người đẹp đang đội dáng với nhau này.
trong video cũng hơi dài nên mình cũng xin phép dừng tại đây một lần nữa. Mình chân thành cảm ơn cô dì chú bác đã cùng đồng hành với mình trong suốt đêm qua. Một lời tri ân nhất, mình xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ, an lành với gia đình người thân. Xin chào và hẹn gặp lại.